Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip này Việt Vinh giới thiệu đến anh em một chiếc loa center của hãng Kenwood. Chiếc loa center thường thường thì khi người ta dùng nó thì người ta dùng vào những bộ dàn xem phim, những bộ dàn nghe nhạc hoặc là những bộ dàn karaoke. Mục đích của loa center đó là loa trung tâm, thì nó sẽ làm cho không gian âm nhạc của anh em rộng mở lên rất là nhiều. Anh em nên để ở giữa và nó hỗ trợ giải trung và giải chép trong bộ dàn âm thanh của anh em, nó nổi bật lên rất là rõ, nhất là phần tiếng trung. Cái mà chúng ta nhìn rõ nhất đó là những bộ dàn xem phim, khi mà chúng ta đấu loa center vào thì cái tiếng trung nó nổi bật lên rất là nhiều. Clip này thì Việt Vinh giới thiệu đến anh em chiếc loa center của hãng Kenwood, là có model là CSV330. Chiếc loa center này thì là nó cũ theo thời gian rồi anh em, nó không tránh khỏi xước xát mọi cái đâu. Đây là e-căng của nó. Cái logo này thì Việt Vinh dán thêm mà thôi, để cho nó đỡ trống chỗ này, tại vì cái chỗ này nó bị mất cái logo Kenwood anh em nhé. Đấy, Việt Vinh dán thêm mà cho anh em, cho nhìn cho đỡ trống. Chiếc loa center Kenwood CSV330 này thì là sở hữu 3 đường tiếng như Việt Vinh nói, mỗi một bên là 10. Và đây là chép đôm. Gân của nó là gân da lươn. Màng của nó là màng carbon. Đấy, mới vậy thôi, tất cả còn zin nguyên bản, loa còn zin nguyên bản, chưa ai chạm vào, chưa ai sửa chữa gì cả anh em nhé. Còn hình thức của nó thì nó có xước sát theo thời gian. Mình sẽ quay góc cạnh cho anh em xem. Cái chỗ này là chỗ nó sơn anh em nhé. Đấy. Cái phần trên này rất là đẹp, phần sau cũng rất là đẹp. Là những cái lớp sơn chữ mà họ in trên giấy, dùng trong thời gian thì nó sẽ bị mờ đi rồi. Nhưng mà đây là model CSV330 của hãng Kenwood, và số series của nó là 605. Đấy. Chiếc loa center này thì nó có thể sử dụng rắc bắp chuối hoặc là rắc mỏ chim. Đấy, mình rút ra. Cho anh em xem nhé. Dây phải để cẩn thận, không là hai dây nó chạm nhau sẽ bị cháy âm ly. Đấy, đây là cái mặt đáy của nó. Đây, anh em nhìn duy nhất cái mặt đáy của nó thì nó có hơi xấu xấu đoạn này một tí nhé. Đấy, đoạn này nó hơi xấu xấu một tí. Mỗi vậy thôi. Và bây giờ Việt Vinh lại cắm vào. Center này là 18 cm tính đến mặt e căng, còn chiều cao của nó là 15.5 cm. Và giá bán của chiếc loa center này Việt Vinh bán với giá 1.200.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ thì Việt Vinh thân ái xin chào tất cả anh em.